Cái tâm này á thì trong tiếng Bali á gọi là citta. Tâm tiếng Bali gọi là citta. Tất cả chúng sanh hữu tình á, chúng ta đi thứ nhất á, một là khái niệm về tâm. Khái niệm trong tất cả các loài chúng sanh á, chúng sanh tức là một cái tập hợp và được tạo ra và được diệt đi thì gọi là chúng sanh. Thì chúng sanh chia làm hai cái loại chúng sanh. Chúng sanh á gồm có hai loại, chúng sanh hữu, hữu là có á, là chúng sanh vô. Vô gì? Vô tình tức là tâm á, tức là tiểu tình tức là tâm đó. Tức là chúng sanh có tình và chúng sanh vô tình. Tình tức là tình trần. Cái tình trần tức là biểu hiện cái biểu cảm, biểu hiện cái thái độ, biểu hiện cảm xúc. Tất cả cái đó nó liên quan tới tình trần. Thì chúng sanh nào có tình trần á là chúng sanh đó có tâm. Tâm đây á là tình đó, thì đó gọi là tâm. Nên á, chúng sanh á có tâm và chúng sanh vô tâm. Mình phân biệt chúng sanh có tâm và chúng sanh vô tâm thế nào. Ví dụ như một chúng sanh á, mình thí dụ là một cái điểm này đi, thì xung quanh chúng sanh đây á, là cảnh. Là cảnh. Cái này là năng, cái này là sở. Cái này là ta. Cái này là hoàn cảnh của ta, là cái xung quanh. Cái này là ngã, cái này là pháp. Như vậy đó. Tức là người ta phân biệt ở trong kinh mà, ngã là tôi là ta, pháp là những cái xung quanh mình, tức là cái đó là pháp đối đãi, thì đó là ngã và pháp. Còn pháp của vũ trụ là tất cả các pháp, là nó khác một cái chữ pháp thôi mà nó có nhiều cái chuyện khác nhau, chứ không phải nó giống nhau, một chữ pháp thôi mà là pháp Phật thuyết, là những lời nói của chư Phật. Là pháp thế gian và pháp xuất thế gian, có nghĩa là pháp tục đế, pháp chân đế, thì đó là tất cả các pháp. Còn ngã và pháp là ta phân biệt đối đãi giữa mình và những cái xung quanh, cái đó gọi là ngã và pháp. Như vậy thì chúng sanh á có hai dạng, chúng sanh vô và chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình á là chúng sanh biết cảnh. Nhớ là chúng sanh hữu tình là cái biết cảnh. Biết cảnh mà mỗi nơi nó có những cảnh khác nhau, tức là mỗi cảnh giới có cảnh khác nhau. Ví dụ như cõi Sa Bà Ha của mình á, tức là cõi Nam Diêm Phù Đề, là cõi mình đang sống nè, thì cảnh á, có tất cả là năm cảnh. Tức là cõi mình đang sống á, có năm cảnh. Đó là cảnh sắc, cảnh thinh hoặc là thanh đó, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì năm cái cảnh này nó bao bọc xung quanh mình. Ngã là mình thì phải nhận diện những cái gì bao bọc xung quanh mình, tức là hoàn cảnh xung quanh mình á. Nhận diện phải có công cụ nhận diện. Công cụ nhận diện á thì người ta gọi là căn hoặc là nội xứ. Cái tên của trong kinh Nhập Phật á, gọi thứ nhất á, cái công cụ á là căn hoặc là nội xứ. Còn cảnh xung quanh mình á, cảnh hoặc là ngoại xứ. Cái từ ở trong kinh nha, để mình đọc mình biết. Khi mà mình đọc kinh á, nghe tới ngoại xứ là nói tới cái cảnh xung quanh của mình. Còn nội xứ là nói tới cái bắt cảnh xung quanh, tức là mắt nó bắt cảnh sắc, lỗ tai nó bắt cảnh thanh, cái mũi á, nó bắt cảnh hương. Ví dụ như vậy đó. Mỗi cái công cụ của mình, tức là mỗi cái nội xứ của mình á, chỉ bắt được một cảnh thôi, không có cái bắt được hai cảnh nha. Ví dụ mắt mình không thể bắt được âm thanh. Dù mình nhìn mắt mà mình thấy được âm thanh là không bao giờ có. Hoặc là nhìn mắt mà mình biết được cái mùi của nó là mùi gì, không bao giờ có. Mình nhìn mắt mình thấy á, cái tàu hủ chiên mà mình biết cái vị của nó như thế nào bằng nhìn bằng mắt thôi. Nhìn bằng mắt mà mình biết cái vị của nó là mặn hay là nó đã niêm là lạc là không bao giờ có. Chỉ có một căn bắt được một cảnh mà thôi. Ngon bắt được cảnh thứ hai. Do đó mà xung quanh mình có năm cảnh thì chúng ta phải có năm cái căn để mà bắt lấy nó. Như vậy á, thì mình nghe sao nói là sáu cảnh sáu căn, sáu trần sáu căn, mà thực ra có năm trần năm căn thôi. Còn cái thứ sáu á là nó nằm ở trong tâm của mình hết. Tức là cái cảnh thứ sáu á là cảnh pháp. Cảnh pháp đây á gọi là pháp trần. Pháp trần á là thọ, là tưởng, là hành, là ba cái ở trong năm uẩn của mình á. Thọ, tưởng, hành, đây là ba cái loại tâm sở của mình. Mà ba loại tâm sở này nó trở thành cái cảnh trần của tâm mình. Trong khi đó cái căn thứ sáu mình, tức là nội xứ thứ sáu đó, nó nằm tâm, đó là ý căn. Nội xứ thứ sáu là ý căn. Ý căn này mình không nhìn thấy, tại căn ý á, nó không nhìn thấy, nó vô hình vô tướng. Và
mỗi căn á và mỗi cảnh á nó hình thành nên một thức. Mỗi căn mỗi cảnh nó hình thành nên một thức nên gọi là sáu thức. Nên sáu căn, sáu trần, sáu thức là nội xứ, ngoại xứ và sáu thức, nó tạo ra 18 giới. Nên chúng ta đọc Phật học phổ thông á nghe là quán 18 giới phân biệt đó. À, 18 giới, 18 giới, giới này là thế giới đó, tức là một khoảng của nó, một cái riêng của nó, một cái lĩnh vực của nó. Thì giới này là thế giới, 18 giới tức là 18 cái thế giới quan. Thế giới này 18 thế giới quan riêng biệt của nó. À, cho nên đó, đại diện tổng hết tất cả cái trong trời đất này chỉ có 18 thôi, là 6 căn, 6 trần, 6 thức. À, 6 căn, à, 6 trần và 6 thức thì nhân lên đó, bằng 18. Nên cái sâu chuỗi 18 hạt của mình đó, rồi địa ngục 18 tầng á, à, tức sâu chuỗi 18 hạt là biểu thị nó gồm thâu hết. Cho nên á, khi mà ta lần chuỗi á, ta kết chuỗi á, vận chuyển càng khôn tốn một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu là 18 nè. Tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức hết rồi, trên thế giới nó không còn gì khác chứ á. 6 căn của cái loài đầy đủ nhất là con người mình và chư thiên đầy đủ nhất. 6 trần là đầy đủ nhất trong tất cả các trần. Và 6 thức là đầy đủ nhất ở trong tất cả các thức. Như vậy 6 căn, 6 trần, 6 thức là ra được 18 giới. Cho nên nếu mà 18 giới này mà mình làm thiện á thì là mình sanh á cái cảnh giới của chư thiên, mà làm ác á thì đọa xuống 18 tầng địa ngục. Tức là mỗi cái này nè nó có một cái ác và cái thiện của nó, nên ta nói là cái ác á, một cái ác nó tượng trưng cho một tầng địa ngục. Chứ thực ra á, mình đọc trong kinh nào có thấy là 18 tầng đâu. Địa ngục này địa ngục kia vô số địa ngục, chứ đâu có từng tầng 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 như mình nghĩ. Cái mà 18 tầng địa ngục là cái tầng tượng trưng thôi, tượng trưng của 18 giới này. Và chuẩn đề 18 tay á, à, Phật mẫu chuẩn đề thần chú á, à, 18 cái tay là thể hiện này là gồm thâu hết trên trời dưới đất, gồm thâu hết cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gồm thâu hết. Thì chuẩn đề có 18 tay, mình nhìn để ý số 18 ha, 18 tay sau chuỗi 18 hạt. Rồi á, là 18 giới, 18 tầng địa ngục, mà địa ngục cũng có 18 tầng luôn. Tại sao có số 18? À, là vì lý do đó, đối với chúng sanh hữu tình mà căn đầy đủ nhất, trần đầy đủ nhất. Căn đầy đủ nhất là 6 căn, trần đầy đủ nhất là 6 trần. Thì mỗi căn mỗi trần thì nó sẽ có một thức để nhận diện. Ví dụ như mắt biết sắc, đó là nhãn thức. Còn mắt á, nó không có biết sắc. Con mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, chứ nó không có biết sắc. Cái biết sắc là nhãn thức, là một loại tâm khác. Nó là tâm của con mắt, đó là nhãn thức, chứ không phải là con mắt. Con mắt giống như cái máy quay phim thôi. Còn mà biết được phim đó là phim gì là con người mình biết, chứ đâu phải cái máy quay phim nó biết. Nó có nhiệm vụ nó lấy lại cái cảnh và âm thanh thôi, chứ nó đâu có biết nó là gì. Mình hỏi máy quay phim, mày biết mày quay cái gì không? Nó là không, ai chỉ ở đâu tôi quay đó. À, có gì trước mặt là tôi thâu vô hết, tôi không bỏ sót cái gì hết trơn á. À, như vậy á, nhưng mà mày hỏi mày biết nó nói lên gì không? Không. Mình hỏi máy quay phim á, bây giờ mày biết mày quay cái gì không? Là không, có gì trước là tôi quay vô hết vậy đó. Còn biết là nhiệm vụ của ông, nhiệm vụ của ai? Nhiệm vụ của người coi, người xem phim đó, người đó mới biết. Thì con mắt cũng vậy nữa. Hỏi con mắt mày biết cái gì, mày nhìn cái gì không? Không, tôi nhìn hết tất cả những gì có trước mắt tôi. Tôi nhìn hết. Còn biết hay không á là nhãn thức chứ không phải tôi. Con mắt nó không biết mà nhãn thức nó mới biết. Lỗ tai nó không biết mà tỷ thức nó biết. À, à, tức nhãn nhĩ thức nha. À, còn lỗ mũi nó biết là tỷ thức nó mới biết. Như vậy á, thì thức á là cái biết cảnh. À, thức á là cái biết. Vị thức là cái biết tài cảnh. Hồi nãy á, chúng ta nói là tâm là cái biết cảnh không? Vị tâm với thức. Vì thức là một dạng tâm, thức nó là một dạng tâm. Cho nên khi mình đọc kinh á, mình nghe tâm, thức, rồi ý, dần dần ý là một loại tâm sở. Còn thức á, là một loại tâm vương. Tâm á, nó có chia làm nhiều loại tâm lắm. Tâm sở nè, tâm dương nè, tâm á, là siêu thế nè, tâm mà hiệp thế nè, tâm đạo nè, tâm quả, tâm vi tiếu nè, tâm duy tác nè. Rồi á, là... tâm phiền não nè, rồi á, là tâm kiết sử nè, tâm truyền cái nè. Như vậy tâm á, là sao nó nhiều cái tên quá vậy? Vai trò của nó là cái gì thì người ta đặt nó là cái đó. Ví dụ như tâm đó, nó mang tính chất cột trói mình lại, không cho mình rời khỏi nơi nào đó, thì đó gọi là kiết sử. Cái chữ kiết sử nghĩa là gì? Kiết sử là trói buộc. Cái tâm đó nó làm hạn chế cái nhận thức của mình, tức là tầm nhìn của mình đó, thì nó là ngăn che, thì đó gọi là truyền cái. Cái tâm đó mà khi gặp cảnh mà nó khởi lên để nó đối đầu với cảnh đó thì gọi là phiền não. Ví dụ như á,
mình gặp cái bông hoa này nè, gặp thôi, gặp biết bông hoa đó là thôi đi, không thôi, biết bông hoa đó là thấy đẹp thích. Như vậy cái tâm thích đó đó là tâm phiền não đấy. Bây giờ người ta chửi mình đồ ngu, chửi mình biết người ta chửi ngu thôi đi, nổi nóng, vậy tâm nổi nóng đó là tâm phiền não đó. Tâm phiền não là tâm đối đầu với cảnh. Có nghĩa là cái cảnh đó là cảnh gì thì nó xuất hiện ra một tâm đó để nó chống lại cái cảnh đó, để nó bảo vệ cái bản ngã. Bản ngã trong tiếng Bali gọi là Atta. Cái bản ngã là Atta. Như vậy nó bảo vệ cái này nè, bảo vệ bản ngã mình, cho nên nó xuất hiện cái tâm. Nên mỗi khi nhìn một đối tượng là có một cái tâm, nghe một đối tượng là có cái tâm, ngửi một đối tượng là có cái tâm, nó kèm theo đó. Do đó mà người ta gọi là cảnh sanh tâm là gì đó, chứ thực cảnh không có sanh tâm. Cảnh không có chức năng sanh tâm, mà cảnh nó là duyên để cho sanh tâm mà thôi, chứ không phải là cảnh nó sanh ra được tâm. Ví dụ như mình nói là con chó mẹ nó đẻ ra chó con, thì con chó mẹ nó sanh ra chó con. Vì thì cảnh nó là chó mẹ nó sanh ra chó con là không phải, là tâm của mình là không phải. Mà cảnh là cảnh, tâm là tâm, tâm nằm đây, cảnh nằm đó. Cho nên tâm với cảnh không có liên quan gì nhau chứ á. Cái cảnh đó nhầm khi nó xa mút chân trời gì đó, mà tâm nó nằm ở tại tâm mình. Mà tại sao khi nhìn thấy cảnh mình sanh ra tâm? Là đó là do chúng ta bảo vệ cái bản ngã của mình. Khi mà nhìn thấy cảnh nó nguy hiểm thì sanh tâm lo sợ, để chi nó báo cho mình là đó là nguy hiểm. Mà mình biết được nguy hiểm không á thì nó phụ thuộc vào kiến giải, có nghĩa là phụ thuộc vào nhận thức của mình đấy. Cái lớp nhận thức của mình, từ cái lớp thức của căn cho đến cái lớp kiến giải là sự hiểu biết về nó, mới biết nó nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nên cái người mà thiếu kiến thức á, nguy hiểm mà họ không biết. Ví dụ như đi ở trên băng, đi ngang sông, mà lớp băng mỏng á, nó sụp xuống một cái là chết liền ở dưới đó. Mà họ không biết nữa, họ là băng này á, nó dày lắm, nhưng họ không có đủ kiến thức để họ biết. Mà người khác á, đủ kiến thức thì họ tránh được. Nên cái người nào mà biết nhiều chừng nào đó thì người đó tránh lối nguy hiểm nhiều chừng đó, nên họ hạnh phúc nhiều hơn. Cái người biết nhiều hạnh phúc nhiều hơn cái người biết ít. Mà người biết ít á thì ở trong nhà Phật gọi là vô minh, người biết nhiều á thì gọi là trí tuệ. Tuy nhiên cái biết nó ở cái lớp thức và biết ở cái lớp trí, hai cái lớp khác nhau. Thức á là do tự nhiên của cái loài nghiệp mà sanh ra, ví dụ sanh ra là người có 6 thức, nhưng mà sanh ra cái loài khác nó không đủ 6 thức. Tại ví dụ như cái loài không có mắt thì làm cho có nhãn thức. Ví dụ như con trùng ở dưới đất á, nó đâu có nhãn thức, nó đâu có mắt, đâu có nhãn thức. Có loài có lỗ mũi á thì nó có tỷ thức, nó không có lỗ mũi sao có. Loài có lỗ tai á có nhĩ thức, loài không có lỗ tai đâu có nhĩ thức. Nhưng mà nó có âm thanh, vậy thì nó biết âm thanh hay không? Biết. Vậy thì nó biết bằng gì? Nó biết bằng thân thức. Thân thức biết được âm thanh, nhưng nó không biết được cái âm mà nó biết được sóng. Ví dụ như âm thanh á, nó va chạm cái làn sóng, nó chạm vào nó. Bây giờ ví dụ như mình đi phóng sanh đi, mỗi khi á mình đọc cái câu kinh đầu tiên á, nó con cá nó nhảy đùng 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 đùng, mấy bà kia là trời ơi con cá nó biết nghe. Thực ra cái âm thanh nó tác động vô nó làm rung động cái mặt nước á, làm cho nó thấy động, nó khuấy động, nó động lên thôi. Chứ thực ra nó chưa nghe được gì chứ. Có những loài nó không có lỗ tai, nó không có lỗ tai đâu nghe được. Nhưng mà khi mà âm thanh nó dao động với tần số thì nó đập vào, nó làm rung chuyển. Bây giờ ví dụ như quý vị nói lớn á là âm thanh nó rung, thì cái màng nhĩ mình á làm cái màng mỏng, khi âm thanh nó da vào nó rung. Khi nó rung thì nó tạo nên cái tần số. Cái tần số là cái độ rung này gọi là tần số. Thì tần số nó mới truyền dây thần kinh lên não, và não nó nhận diện được dây thần kinh đó, nó mới truyền xuống dưới, nó phát ra nó là cái gì. Tức là thần kinh đó gọi là thần kinh chủ động hoặc thần kinh thụ động, để nó biết được những cái xung quanh đó là cái gì. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, là chúng sanh hữu tình, là chúng sanh biết cảnh xung quanh. Mà biết cảnh bằng gì? Là bằng tâm. Biết cảnh này nè là bằng tâm. Nên loài chúng sanh hữu tình là loài chúng sanh có tâm, loài chúng sanh vô tình là loài chúng sanh không có tâm. Mà không có tâm là không có biết cảnh. Ví dụ như cục đá, nó không có biết xung quanh nó là cái gì cả. Nhưng mà con chó nó biết xung quanh nó là cái gì. Tuy cái độ biết nó khác nhau, nó phụ thuộc vào tới ba thứ là: thứ nhất á, là thức của mắt, tức là nhãn thức. Thứ hai là kiến giải, là trình độ nhận thức của nó. Thứ ba là trí tuệ, tức là vừa có kiến giải, vừa có trí tuệ, và vừa có cái con mắt này. Còn cái thứ tư nữa là học vấn á, tức là đó là kiến thức nữa, nó cộng vô nữa. Thì cái mà mình biết về một đối tượng đó, nó đủ hết các cái thức, chứ không phải là chỉ một cái đâu. Cho nên mỗi người biết khác nhau. Ví dụ như á, mà mình nhìn thấy chuông gia trì đó ha, mình thấy nó màu đen, nhưng một loài khác nó không thấy màu đen đó,
Ví dụ như con dơi nó không phải thấy màu đó, con chồn nó không thấy màu đó, chư thiên không thấy màu đó, con người không thấy màu đó. Mà con người con mắt sai biệt, thấy sai biệt. Ví dụ như con người mình á, nếu mà mắt cận thị á, thấy cái này rất là lớn, mặt viễn thị thấy nó rất là nhỏ, còn loạn thị thấy nó méo, thấy cái đó nó méo. Con mắt mình càng tốt quá thấy cái đó nó trong vắt là hình ảnh 3D, nhưng mà mắt mình lơ mơ mờ lờ mờ á, thấy nó hình ảnh không phải là 3D, nó nhè nhè nhè. Có phải không? Nhằm khi mình thấy nó rất là mờ, sáng sớm mình thức dậy đó, mắt mình nheo 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 để mình nhìn tất cả cái nó là mờ hết. Mờ thì đâu có nhận diện rõ. Mà không nhận rõ tức là thức của mình đó, nó đâu có hoạt động hết công sức của nó đâu. Do đó mà mọi người biết cảnh một cách khác nhau, nên sanh tâm một cách khác nhau, nên gọi là chín người mười ý á. Tức là sanh tâm hoàn toàn khác nhau. Người này người ta chửi đồ ngu không có sao hết, nhưng người kia người ta chửi đồ ngu lập tức tán mình cái bóp liền. Tức là người ta đã phản ứng, do người ta nhận cái tiếng ngu đó nó nặng lắm. Còn người kia thấy tiếng ngu nó bình thường à. Cho đó người bình thường, người thấy tiếng ngu bình thường á là người ngu thiệt, và cái người khôn thiệt. Cái người khôn thiệt là người có trí tuệ đó, nên ta chửi ngu, chửi mình ngu mình bình thường à. Người có trí tuệ âm thanh vẫn là âm thanh à. Còn người mà ngu thiệt á, ta chửi ngu chịu luôn, cũng không giận vậy chứ á. Người ngu thiệt mà nói đồ ngu, ta cũng không giận nữa. Còn người mà khôn thiệt á, là người đầy đủ trí tuệ, ta nói đồ ngu, ta cũng không giận nữa. Còn cái người mà gọi là nạt pha mỡ á, giữa chừng chừng á, nói đồ ngu cái là ta giận xanh mặt xanh mày liền. À, đó là cái ba rọi đó, là ngay chân giữa. À, còn mà cái người á, mà ngu thật sự mình nói người ta cũng bình thường à, không sao hết á. Do đó mà mỗi khi á, mình chê người ta ngu người ta bình thường, đó là hai loại người. Một là ngu thiệt, hai là khôn thiệt. À, do đó mà không biết mình là dạng nào ha. Lúc đó mình phải kiểm tra. Như vậy đó là tâm. Chúng ta qua phần thứ hai á, là chúng ta qua phần nội dung. À, nội dung á, cái tâm á, thì ở trong kinh á, tức là nhất là trong A Tỳ Đàm thì mới phân biệt tâm rõ ràng. Còn tất cả loại kinh á, thì Đức Phật chỉ nói tới từng lĩnh vực của tâm thôi. Tâm á là nếu mình nói ở trong kinh nè, thì chúng ta nghe thấy á, tâm kiết sử, à, tâm á, truyền cái. Ở kinh nha, tâm kiết sử, tâm truyền cái, à, tâm phiền não, à, chúng ta thấy không? Kinh á, tâm phiền não, à, rồi á, tâm phiền não, kiết sử, truyền cái, phiền não. À, rồi á, là à, tâm hiệp thế, à, tâm siêu thế, tâm đạo, à, tâm quả, tâm thiện, à, tâm ác, tâm di tác, tâm vi tiếu, à, vân vân, nói nhiều lắm. Rồi tâm vương, rồi tâm sở. Mình có nghe nhiều cái lỗi tâm gì không? Tức là mình đọc trong kinh đó, mình nghe tới tâm kiết sử, tâm truyền cái, rồi tâm phiền não, tâm hiệp thế, tâm siêu thế, tâm đạo, rồi tâm quả, tâm thiện, tâm ác, tâm di tác, tâm vi tiếu, tâm vương, tâm sở. Đó, mình nghe quá trời nhiều tâm. Chứ thực ra tâm là tâm à. Chúng ta có tất cả 173 tâm, trong đó có cả tâm hiệp thế và tâm siêu thế luôn. À, có 52 tâm sở, 52 tâm sở, và 121 tâm vương, hoặc là 89 tâm vương. Nếu cái người nào mà tu tập bằng thiền định á, cái người nào tu tập bằng thiền định á, thì người đó có 121 tâm. Còn người nào tu tập bằng thiền quán Vipassana, thiền định đó gọi là Samatha. Samatha là thiền định. Còn tu tập bằng thiền quán thì người đó có 89 tâm, thì gọi là Vipassana. Vipassana tức là người ta tu tập bằng thiền quán đắc đạo, thì người đó có 89 tâm. Còn người nào tu tập bằng thiền định á, thì người đó có 121 tâm xuất hiện. Không phải ai ai cũng có đủ các cái tâm đâu, chỉ có tâm căn bản mới đủ thôi. Còn tâm do tu tập mà sanh ra. Ví dụ như chúng ta do vào được sơ thiền thì tâm sơ thiền, vào được nhị thiền thì tâm nhị thiền nó mới xuất hiện. Còn bình thường mình không có tâm đó. Ví dụ như á, mình là một cái người đắc đạo á, thì mình mới có tâm vi tiếu. Tâm vi tiếu là tâm Đức Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh, cười, rất là nhìn thấy rất là hoan hỷ, rất là vui. Tâm đó tâm vi tiếu.
Còn mình cười là tâm tiếu lâm thôi chứ không phải tâm phi tiếu. Tâm đó là tâm lạc với cái tâm hỷ với tâm lạc. Mình cười với tâm đó. Còn các ngài cười với tâm phi tiếu. Nhưng mà các ngài sống với tâm di tác, còn mình sống với tâm phiền não. Cái tâm di tác là làm mà không có tạo nghiệp. Ví dụ như Đức Phật thuyết pháp mà không có tạo nghiệp thiện. Tại vì tạo nghiệp phải đi trong tâm giới để trả nghiệp. Một cái vị mà đắc giải thoát hoàn toàn không có tạo nghiệp, nhưng mà người đó vẫn làm, người đó vẫn nói. Bình thường mình nói tạo nghiệp, người đó nói không có tạo nghiệp. Nghiệp tạo là do tâm. Ví dụ như mình nói với tâm tham, nói với tâm phiền não thì chính tâm phiền não nó sẽ tạo nghiệp. Tâm ý, thân khẩu, tức là bốn cái này tạo nghiệp nè. Từ ở trong á, tâm, từ trong tâm của mình. Ví dụ như tâm có tâm tham thì nó có ý tham, và cái khẩu nó sẽ thực hiện theo cái ý tham này để nó nói, và hành động thực hiện ý tham này. Nên tâm, ý, khẩu và thân tạo thành nghiệp, vì gốc của nghiệp nó nằm ở thẳm sâu ở trong tâm của mình. Như vậy á thì các ngài á nói không có tâm tham này nên không có tạo nghiệp, tức là các ngài không sử dụng tâm phiền não để nói, mà các ngài đã sử dụng tâm duy tác để nói. Tâm duy tác là tâm mà không có tạo nghiệp. Nên một vị A-la-hán, một vị Bích Chi Phật, một vị Phật độc giác không bao giờ hành động và lời nói tạo nghiệp. Nhưng mà các ngài có trả nghiệp, nhưng các ngài không có tạo nghiệp. Trả nghiệp là tại vì nó dư tàn của quá khứ, gọi là hữu dư y nước bàn. Hữu dư y nước bàn là hữu dư, là còn dư tàn của nghiệp ở trong quá khứ. Ví dụ Đức Phật còn chảy máu chân, Đức Phật còn bị đói 3 tháng không có đồ ăn, Đức Phật còn bị người ta chửi, người ta mắng, Đức Phật còn bị người ta hại. Đó là trả nghiệp của quá khứ khi ngài hành đạo Bồ Tát Ba La Mật ở trong quá khứ. Nhưng mà ngài không có tạo nghiệp để ở trong tương lai nữa. Từ khi ngài thành Phật là ngài không còn tạo nghiệp. Ngài sống với tâm di tác, chứ ngài không sống với tâm thiện, tâm ác, tâm phiền não nữa, mà ngài sống với tâm di tác. Người bình thường của mình không thể sống với tâm di tác được, mà mình làm là phải tạo nghiệp. Cho nên mình phải chọn lựa để mình tu. Mình thà là tạo nghiệp thiện còn hơn là tạo nghiệp thiện ác, và còn hơn là tạo nghiệp ác. Chúng ta là tạo nghiệp ác, tạo nghiệp thiện ác. Thiện ác là gì? Lúc thiện lúc ác. Nhìn thấy ai thương thì giúp tối đa, ai ghét động cho chửi. Như vậy thì mình tạo nghiệp thiện và ác. Hoặc là tạo nghiệp ác không, hoặc là tạo nghiệp thiện không. Thiện người tu ta hướng tới đây nè, hướng tới tạo toàn là nghiệp thiện không. Nên ta có kiểm soát về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Nên tu cái đó gọi là tu tam mật tương ưng á. Cái chữ trong kinh đó gọi là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng. Tu tam mật tương ưng có nghĩa là tu kiểm soát tất cả cái về thiện. Ví dụ thấy cái này thiện, ác, không thiện không ác, vân vân, lợi mình lợi người, lợi cả hai, hại mình hại người, hại cả hai, vân vân, lợi mình hại người hay là lợi người hại mình, vân vân, thì người ta chọn cái thiện nhất người ta làm. Do đó là tu đó gọi là tu tam mật tương ưng, là tu chọn thiện làm, bỏ ác, bỏ thiện ác. Do đó ở trong từng cái giây phút mà người ta tu tập thì tu gọi là tam mật tương ưng đó. Rồi ví dụ như người ta tu tam vô lậu đi, tam vô lậu, tức là tu giới, tu định, tu tệ, đúng không? Tu giới, tu định, tu tệ có nghĩa là tất cả các cái nó đều xuất phát từ bất sát bất ác. Bất sát bất ác tức là nó xuất phát từ tâm lành. Vậy thì tâm lành nó là một cái dạng giới. Còn định là Sambatha nè, tu định tâm để làm chủ lấy tâm. Tu tuệ tức là tu thiền quán để phát huy được trí tuệ. Tu thiền định để làm chủ lấy tâm. Hai này nó cộng lại nhau, tu thiền quán, tu thiền định và tu tạo nghiệp lành. Tạo nghiệp lành tức là ở trong tâm bất sắc bất ác. Tới cảnh giới tạo nghiệp lành cao nhất để sanh ra thiền với định để đắc đạo đó, đó là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh. Giới có giới tánh, giới tướng, rồi giới thể, giới tánh, giới tướng, giới thể, giới thanh tịnh. Cái mà chúng ta tu đắc đạo nằm ở giới thanh tịnh, chứ không phải nằm ở giới tướng, không phải nằm ở giới tánh. Cái người ta tu đắc đạo nằm ở giới thanh tịnh. Tại vì khi giới thanh tịnh đó là môi trường để đắc pháp, chứ không phải là giới tướng. Nên mình nghĩ là mình không có sát sanh là mình thành Phật. Không, không có sát sanh là điều kiện cần và đủ để giữ cái giới thanh tịnh mà thôi. Có nghĩa là chúng ta giữ được giới tướng, giữ giới tánh, và chúng ta được bao trùm cái giới thể của mình để mà mình đừng có tạo tác. Cái giới thể họ mới có. Cho nên cái người cư sĩ họ có thể đọc giới tỳ kheo, họ giữ nhưng mà giữ không được, là tại vì giữ mà không có giới thể.
Khi giữ có giới thể mới giữ được, mà giữ có giới thể phải thọ giới đúng chánh pháp. Có nghĩa là tỳ giới, có giới là tam sư thất chứng, có giới chỉ ông thầy tỳ kheo là được. Ví dụ ngũ giới ông thầy tỳ kheo là đủ rồi. Nhưng mà giới Bồ Tát hoặc là giới Sa-di-ni, Thích So-ma-na, tỳ kheo ni bắt buộc phải tam sư thất chứng. Mà tam sư thất chứng đó là phải thanh tịnh, và điều kiện để thọ giới là lục căn đầy đủ, chứ không có thiếu căn. Nên người đó mới đắc giới. Từ đắc giới đó thì đắc giới đó gọi là đắc giới thể. Giữ thì giữ cái giới tướng, nhưng mà đắc cái giới thể để chuyển qua cái giới tánh ở phía bên trong á, rồi từ giới tánh nó chuyển thành giới thanh tịnh. Thì ở cái chỗ mà mình ngồi thiền định, mình đắc các cái định đó là giới thanh tịnh. Mình tu thiền quán Vipassana để phát huy trí tuệ, nó nằm giới thanh tịnh chỗ này nè. Cho nên á, vào thời Đức Phật 12 năm rưỡi đầu không có giới, không có giới tướng thôi, nhưng mà ta có giới thanh tịnh. Do đó mà tất cả các vị có giới thanh tịnh đều là đạt được quả vị A-la-hán. Cho nên nhầm khi mình nói là 12 năm đầu không cần giữ giới cũng đắc đạo. Đúng, không cần giữ giới tướng mà người ta có giới thanh tịnh. Cho nên đến khi năm thứ 13 có một vị không giữ giới tướng nên phạm vào giới thanh tịnh. Cho nên Đức Phật phải chế giới tướng để làm cái tiền đề để giữ giới thanh tịnh. Chứ còn nếu mà tất cả giữ được giới thanh tịnh thì mãi mãi không bao giờ có giới tướng. Không phải bắt ông, phải ông khắc sanh, trộm cướp, nhâm dục gì, không có bắt. Nhưng mà tại vì ông làm chuyện đó nên ông mất cái giới thanh tịnh. Cho nên phải giữ lại cái đó để giữ được giới thanh tịnh, để đi nhập vào các thiền định với thiền quán. Cho nên á, cái người nào nắm mấu chốt này là muốn tu thiền định á, tức là vào các cái từng thiền đó, sơ thiền thôi. Cái người nào được sơ thiền thôi đó là tâm đại thiện. Mà tâm đại thiện nó sẽ quyết định cảnh giới ở trong lúc chết á, tức là tạo thành tâm tử. Tâm lúc chết á thì có nhiều tâm nó đấu tranh với nhau, thì đó gọi là cận tử. Cận tử có nghĩa là thời gian gần chết nó sanh ra các cái loại tâm mà nó đấu tranh. Mà tâm nó sanh ra ở trong tưởng. Tưởng có nghĩa là nó ôm lại những cái gì mà mình đã làm đó, nó trở thành đến cái hình ảnh trong tâm á. Mà cái gì ôm lại hình ảnh thì nó sẽ xuất hiện cái tâm. Tại vì có cảnh nó phải xuất hiện cái tâm ngược vào lại. Thì tâm nào nó mạnh nhất thì nó dẫn đi, thì tâm dẫn đi gọi là tâm tử. Tâm tử nó dẫn đi lên cảnh giới nào thì tâm đó gọi là tâm tục sanh. Mà tâm tục sanh nào thì tâm hộ kiếp đó. Hộ kiếp là tâm nó chỉ huy toàn bộ kiếp sống của mình, gọi là tâm hộ kiếp. Còn dẫn đi cảnh giới nào gọi là tâm tục sanh. Còn ra đi với tâm gì gọi là tâm tử. Mà trước khi tâm tử đó là tâm cận tử. Nên cận tử, tâm tử, tục sanh, hộ kiếp có bốn loại tâm khác nhau trước khi chết đó. Người nào hiểu được điều này á, người đó đi hộ niệm là số 1. Còn người đi hộ niệm, niệm Phật tam thiên vong mạng cho người ta đó, mỏng lắm, nhỏ lắm, chưa có đạt được cái gì nhiều đâu. Còn người nào mà hộ niệm mà biết được tâm cận tử như thế nào, tâm tử thế nào, tâm tục sanh thế nào, tâm hộ kiếp thế nào, nên bình đó, dùng một pháp để cho họ tránh những cái đó đó, thì là sẽ kết quả rất cao, cao lắm. Còn người mà hộ niệm tam thiên vong mạng, thôi niệm Phật đi 10 tiếng rồi đó, xíu nó có lẽ gì vậy. Nhưng mà người nào am hiểu đó đó, mới sử dụng cái điều đó hộ niệm thì là cái rất là cao. Mà muốn hiểu được cái đó, đó là người đó phải giỏi về A Tỳ Đàm và giỏi kinh điển Nikaya, kinh A Hàm, gốc của nhà Phật đó, rồi mình phát triển lên mình mới biết được những cái phần này. Chúng ta là nói sơ cái này ha. Kiết sử là gì? Kiết sử là trói buộc. Cái tâm trói buộc có nghĩa là mình không muốn rời khỏi nơi này, mình không muốn rời khỏi một ai đó, dù mình thương ai đó đó, không muốn rời khỏi họ, muốn ở gần họ. Vì cái gì lôi mình gần họ đó là ái kiết sử. Cái tâm ái á, có ai bị này chưa? Thương người nào không muốn rời người đó, ái kiết sử. Nhằm khi bị mà giấu nữa. Bình thường, chúng sanh chưa thành thánh bình thường. Cái quan trọng mình đối diện đó, mình tu cái đó mới quan trọng. Chứ không phải là mình có hay không có. Có không quê, không quê. Chỉ có là không dám nhìn nhận để tu đó mới quê đó. Tàm quý nằm chỗ đó chứ tôi nhìn nhận à. Tôi có làm bậy, tôi nhìn nhận làm bậy à, thì gọi là phát lộ. Có làm bậy, nói làm bậy à. Tôi lỡ làm bậy, tôi lên tôi nói Phật hoặc nói với sư phụ mình, con lỡ làm bậy đó, con là người phạm. Giờ con quyết chí, con không làm nữa. Con tu tập trên ngài độ con, Phật độ con qua. Đó là chuyện bình thường đó, sao đó. Và người đó cũng là người đáng được cúng dường kinh Phật đó. Hai người đáng được cúng dường, người không có tội lỗi là thánh. Người thứ hai có tội lỗi, chấp nhận nhìn thẳng vào tội lỗi để tiêu diệt nó, tu tập vượt qua, thì người đó cũng đáng mặt để cúng dường, tức là kính trọng. Cúng dường nó xuất phát từ lòng tôn trọng và kính trọng, người ta mới hộ trì. Chứ không có tôn trọng kính trọng đồng bạc ta không cúng. Không, nói thật, phải có sự tôn trọng và kính trọng.
thì người ta mới hộ trì. Chứ tôi không có tôn trọng kính trọng ông, sao tôi hộ trì? Mà người á, chúng ta lọt vào người thứ hai, có nghĩa là nhìn thấy tội lỗi, phát lồ sám hối, quyết chí vượt qua cho bằng được, thì người ta cũng kính trọng mình. Người ta làm không được, mình làm được. Cho nên những cái gì mà ông vua Basenadi á nói là Đức Phật, đối Đức Phật, cái gì mà ông vua ông làm được, Bà Tư Nạc á làm được, thì Đức Phật cũng làm được. Những cái gì ông này làm được không được thì Đức Phật làm cách dễ dàng. Cho nên ổng là vua, Đức Phật cũng là vua, mà ông vua này lại ông vua kia. Nên ta thắc mắc tại sao ông cũng là vua mà vua to hơn nước người ta nữa, mà ông đi lại ông vua nước nhỏ là ông vua Kapilavastu, vua Ca Tỳ La Vệ. Ổng mới nói rằng cái gì mà ổng làm được thì Đức Phật làm được. Những cái gì ổng không làm được, Đức Phật làm cách dễ dàng. Cho nên nhiều đó ông lại thôi. Mình vậy đó, mình lại Phật lại Thánh vậy. Cái gì mình làm được, các vị Thánh làm được. Cái gì mình làm không được, các vị Thánh làm cách dễ dàng. Vậy đủ lại còn gì nữa. Vậy mà lại là bể chán mà chai gói luôn cũng là chưa hết nữa. Cái gì mình làm được ta cũng làm được, cái gì mà không làm được ta làm cách dễ dàng, đủ lại chưa đó. Mà cái khó nhất cái gì? Thành Thánh là cái khó nhất. Còn cái mà ở trong thế gian bằng cấp này bằng cấp nọ mình có thể là cố gắng nỗ lực nhưng Thánh là khó lắm. Tâm phiền não là tâm đối cảnh sanh tâm. Tâm hiệp thế tức là tâm nằm ở trong tam giới. Tâm siêu thế là tâm xuất tam giới để đi đến Niết Bàn. Tâm đạo là tâm tu mà đạt được. Tâm quả là sau khi tâm đạo diệt thì tâm quả nó sẽ hình thành. Tâm thiện là tâm nó không có ác, mà tâm ác á, tâm tham sân si. Tâm thiện á, là tâm không có tham sân si. Tâm di tác là tâm làm không có tạo nghiệp. Tâm vi tiếu á, là tâm luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ do sự chứng đắc mà sanh ra. Tâm vương là vua có tất cả các tâm. Tâm sở là nương vào tâm vương mà sanh ra. Do đó mà ở trong kinh chúng ta nhìn một loạt các cái tâm này nè. Còn một cái tâm cuối cùng nữa, đó là tâm lậu hoặc. Tâm lậu hoặc chỉ có nhà Phật mới có thôi. Tâm lậu hoặc, tâm nó thuộc về dạng lậu hoặc. Chữ lậu hoặc có nghĩa là rỉ ra. Lậu hoặc rỉ ra ở cái nơi chốn dơ bẩn, nơi chốn phiền não. Nói chung là sanh la lại trong tam giới đó. Cái tâm đó nó dẫn mình sanh lại trong tam giới thì gọi là tâm lậu hoặc. Cho nên á, đoạn tận tất cả các lậu hoặc, hoặc là tu tam vô lậu học. Tâm lậu vô lậu có nghĩa là đoạn được tâm lậu, nên gọi là vô lậu. Mà tâm lậu này là tâm dẫn mình sanh ra ở trong tam giới, mà tâm trong tam giới nội cõi trọng trược, nên gọi là dơ bẩn, ô nhiễm. Ô gọi là đen á, tiếng Hán gọi là đen. Nhiễm là bẩn, đúng không? Nên chỗ nào dơ bẩn, cái đây là hình tượng của tâm thôi. Tâm dơ bẩn, tâm đâu có dơ bẩn đâu. Mà ở đây ta đang nói tới cái ý nghĩa của nó thôi. Ở đó gọi là phần tục đế, mà gọi là nghĩa chế định của phần tục đế. Chúng ta qua phần 2.1, chúng ta học về tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế và siêu thế. Chúng ta học tâm hiệp thế trước, tức là một á, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế á, nó có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất á, là tâm dục, tâm dục giới. Cái thứ hai là tâm sắc giới. Thứ ba là tâm vô sắc giới. Tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm dục giới cõi gì gọi là cõi dục? Cõi dục á, là cõi lấy đối tượng của năm trần mà sống. Tức là cõi dục á, lấy đối tượng năm trần mà sống. Năm trần mà sống. Đó là cõi dục đó. Bây giờ ví dụ như vui cũng với năm trần đó, mà buồn cũng với năm trần đó, mà giận cũng với năm trần đó, mà thương cũng với năm trần đó. Năm trần đó là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Nên cái cõi nào mà lấy đối tượng đó để làm vui, làm thích đó, thì cõi đó là cõi dục. Cho nên á, khi mà cái người nào mà ham thích về sắc, ham thích về âm thanh, ham thích về mùi, ham thích về vị, ham thích về sự xúc chạm, thì người đó đang sống ở trong cõi dục với tâm dục. Ở cõi dục á, này á, cõi dục, đây là cõi dục nè. Dục là gì? Dục là cái kích thích ở phía bên trong của mình á,
Ví dụ như á, là nó hối thúc, thôi thúc. Cái dục á, là cái hối thúc, cái thôi thúc. Từ ở phía trong tâm á, nó là hối thúc. Hối thúc, thôi thúc. Bây giờ ví dụ nha, quý vị đang ngồi nè, nó muốn mình đứng lên. Mình ở nhà nó mới lôi mình ra đường. Nằm không không muốn, nó lôi mình vô internet rồi coi bậy bạ chóng á. Tức là đó là dục á, dục tức là cái thôi thúc thôi. Còn thỏa mãn dục á là thọ lạc, chứ không phải là dục nữa. Mình thỏa mãn cái thôi thúc này nè là cảm thọ lạc. Thọ lạc đây là một loại tâm sở. Là sướng đó, thọ lạc mình gọi là sướng. Trong cuộc sống nó nhiều dùng nhiều từ lắm. Sướng rồi phê rồi thích rồi đã gì. Tùy vào dân gian mà ta dùng cái từ nặng đô hoặc là nhẹ đô. Nhưng nói chung ở trong nhà Phật gọi là thọ lạc thì thọ hỷ. Thọ lạc và thọ hỷ thì trong nhà Phật chỉ gọi hai từ này thôi. Còn dân gian á, ta gọi là phê, là tê, là đã, là gì 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 đó. Có ông thầy, ông bữa đó ông ăn sầu riêng. Ông là thầy ăn sầu riêng ghi sáo không? Là ăn ghi sáo ngon không? Ông là cho thằng trái ăn vô nhức nách. Là trời sao mới nghe từ đầu tiên từ nhức nách. Là ăn vô nhức nách thôi, tôi không ăn đâu, ăn vô nhức nách. Ông nói cái đó là ta nói ngon đâu ông ơi, chứ không phải nhức cái nách thiệt. Chứ ăn vô nhức nách thiệt ai ăn làm gì, ăn vô bệnh ai ăn. Ông là sầu riêng của ông á, là chồng á, là ăn vô nhức nách. Nói rồi đâu cho thử một trái sầu riêng ăn vô nhức nách thiệt. Mà thiệt, ông chồng sầu riêng không thuốc, cho ông rụng xuống một cái á, ở trong dàn ô mà khô queo, để vô khô queo mà ở trong nó nhựa đó, ăn vô ngọt nhức nách. Nói chung là vậy đó. Tức là người ta dùng những cái từ mà để thể hiện sự cái thọ lạc thọ hỷ. Ở trong kinh nhà Phật thì trong nhà Phật mình chỉ dùng thọ hỷ thọ lạc thôi. Dân gian ta dùng nhiều từ lắm, sướng rồi đã tê phê nhức nách gì đó tùm lum hết trơn. Người ta dùng nhiều từ, ăn thuộc cái đô của người ta sướng tới cỡ nào thì người ta sẽ dùng cái từ tương đương tới cỡ đó. Nhưng mà học nhà Phật thì biết đó là thọ lạc rồi thọ hỷ. Như vậy đó thì dục là nó thôi thúc mình để đi thọ lạc và thọ hỷ này nè, và nó giữ lại cái đối tượng thọ lạc thọ hỷ. Thì tâm giữ lại thọ lạc thọ hỷ đó là tâm tham nè. Tâm tham mà không ra luôn, người ta gọi là tham đắm, đắm đuối á, đắm là chìm đó, chìm chổng không có ra được nên gọi là tham đắm. Nên có ai chìm trong cái gì mà không ra được không, là người đó đang đắm. Và đắm cái cuối cùng của đắm là lụy. Nên tham đắm lụy nè, mức độ nha. Mức độ đầu tiên là tham thôi, mức độ thứ hai là đắm, mức độ thứ ba là lụy. Mà ai có ba chữ này luôn là rồi xong luôn, tiêu hết đời trai. Tức là tham đắm lụy nữa là gọi là xong rồi, còn gì nữa là nói hết đường, gọi là hết đường tương trao đó. Đường tương trao là đường tu á, nên gọi là hết đường tương trao là người này hết tu nè, gọi là hết đường tương trao. Nên quý vị ai có hết đường tương trao không? Hết đường tương trao là nghỉ luôn đó. Như vậy thì dục nó hối thúc thôi thúc. Thì ở trong dục giới này bị cái này hối thúc thôi thúc nè. Vì cái gì hối thúc thôi thúc? Đó là năm trần, đó là cảnh sắc. Sắc này sắc gì nó hối thúc mình? Sắc đẹp, cảnh sắc, cảnh thanh, thanh cảnh là gì? Hay. Cái này để đẹp, sắc thì phải đẹp, âm thanh phải hay, hương á thì phải thơm, hương phải thơm, vị phải ngon, xúc á phải đã. Xúc là chạm vào á, cho nên á là sắc phải đẹp, thanh thì phải hay, nghe phải hay. Nên người nào mà nghe nhạc và khoái nhạc nha, rồi bài ca không tên Vũ Thành An mà là Trường Vũ hát đó chứ, bắt đầu nghe em con đường thế đó, đường đi đó rồi, rồi nghe nó sướng gì đâu, phải không? Hơn nghe kinh, phải không? Nên có nhiều người thích nghe kinh, người thích nghe nhạc. Có một Phật tử á, ông là thầy, từ ngày mà con nghe mấy thầy giảng tới giờ đó, bắt đầu con nghỉ nghe nhạc luôn, rồi nghe nhạc thấy tầm thường dữ lắm. Đã này ngon rồi nha, này ngon à. Còn mình nghe nhạc thấy phi thường là kinh thấy tầm thường đó, là không nghe kinh. Nghe nhạc không mà nghe nhạc, nghe kinh thấy phi thường là nhạc nó trở nên tầm thường. Mà ai nghe nhạc thấy phi thường thì kinh trở nên tầm thường. Nào, phải không? Tầm thường ta đâu có nghe. Nên người mà ta chịu nghe, chịu nghiên cứu, ta bỏ hết tất cả đó, cái đó phi thường đối với họ. Họ mới tìm cái chỗ phi thường. Còn giờ mình nghe nhạc hay quá, ai thích nhạc nào nghe nhạc đó, nhằm khi bolero vô hay là nhạc gì đó ha, bắt đầu nghe quá trời quá đất nè, nhằm người nghe cải lương chứ. Châu Thanh mà lên câu giọng cổ với Phượng Hằng mà dài cái nghe cũng nhức nách luôn.
dùng nhiều từ mà hiểu không nổi luôn. À, từ đó chưa có trong từ điển luôn. Như vậy á thì chúng ta thấy mình nhìn này ha, nghe này, ngửi này mà lấy đó làm vui, lấy đó làm thôi thúc của dục để thọ lạc, để á, tham đắm lị, thì ở đó là cõi của dục giới. Cõi đó là cõi của dục giới, dục giới tức là lấy năm trần làm đối tượng, nên người ta ham thích năm trần, ta ôm ấp năm trần, người ta đi giành giật năm trần đó, giành giật cái sắc đẹp, giành giật cái âm thanh, giành giật cái mùi, cái vị. Cái này là người ta nói trong cái gốc mà ra. Còn quy đổi sắc đẹp là cái gì? Bắt đầu tới quy đổi nè. Vô siêu thị biết hả? Mình vô siêu thị biết sắc là gì à? Sắc là mẫu mã, là màu sắc. Nếu con người á, là người phải đẹp à, mà đẹp con người á, gồm có tổng tướng với biệt tướng. Trong kinh nhà Phật gọi là tổng tướng, biệt tướng. Dịch ra tiếng Việt gọi là tướng chung và tướng riêng. À, tướng chung là gì? Là toàn bộ. Nếu nói về con người thì toàn bộ hết, từ đầu cho tới chân. Tướng riêng là gì? Là từng bộ phận. Nhằm khi á, tướng riêng không có nào đẹp chứ á, mà nó tổng hợp lại thành ra một tướng đẹp, nên gọi là cái dáng đẹp. À, còn nhằm khi người ta chỉ có miệng cười có duyên thôi, hàm răng chỉ có một chiếc răng khểnh thôi, hoặc là có một cái nút ruồi, nút ruồi nó đặt nhiều chỗ mà, nút ruồi đặt chỗ này là ruồi duyên, mà đặt ở chân đây á là ruồi ăn dụng. Nó nút ruồi nó đặt độc lắm, ở trên mặt của mình á nó đặt tùy chỗ, đặt trên cái lỗ mũi cái nó khác, đặt dưới này cái nó khác, đặt chỗ này nó khác. Cho nên đó là mình phải dời cái mục ruồi nha. Mục ruồi mà đặt cái chỗ ăn dụng này, mình dời ra đây cái trở thành duyên liền. Cho nên cái biệt tướng đó, cái biệt tướng nó sai biệt khác nhau. Dường như người ta da trắng như bông là biệt tướng, con mắt hai mí là biệt tướng, lỗ mũi dọc dừa là biệt tướng, cái mặt vi lai. Bây giờ người ta khoái mặt vi lai nha, là chữ V á, V là vi tiếng Anh á. À, nên cái vuốt càm đó vô B612 đó, là cài app store B612 á, bấm lên cái mặt mình á, mặt trái dừa mình chuyển sang thành trái ấu. Cái đó là app store, có vô app đó chưa? Nên ai chưa có chụp hình vô app á, thì mình vô B612 mình cài đặt vô nha. Rồi á, là mình vô đó mình chụp cái một, muốn kiểu nào nó ra kiểu đó, đúng không? Dữ lắm, bởi vì bây giờ mà chụp hình mà đưa lên này nọ đó, nhằm khi làm chết đó nha. Đưa lên mặt cái vi lai, ai về đâu ra ngoài mặt hai lai, khổ lắm. Cho nên á, là nó kể câu chuyện với ông kia, ông quen trên mạng đó. Rồi nó hẹn ra gặp ở trên lầu 1 của Starbucks á. Vô đó gặp, vừa gặp cái ông nhảy từ lầu 1 nhảy xuống luôn hả? Ông chịu không nổi. Ở trong kia thì đẹp quá, nó vuốt bằng áp mà. Còn bây giờ ra ngoài là thực tế, đúng không? Ra ngoài thực tế. Nên cái gì thực tế mới đó là quan trọng. Còn cái gì khác thực tế thì đó là ảo tưởng, ảo mộng mà thôi. Nhưng mà trên đời có cái gì thật hay không? Dạ, trên đời này không có gì thật cả. Đức Phật nói kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Có phải không? Không có gì là thật hết trơn á. Vậy thì những cái của cõi dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó là hữu di pháp. Hữu di pháp là các pháp có thể nhận diện được bằng căn. Cái gì nhận diện được bằng căn đó là pháp hữu vi. Cái gì không nhận diện được bằng căn là pháp vô vi. Nó vẫn có mà không có nhận diện được bằng căn, nhận diện bằng cái khác. Nhằm khi chúng ta phải nhận diện bằng tuệ, chứ không nhận diện được bằng căn. Cho nên đó, con mắt có năm cái con mắt khác nhau. Mắt gọi là nhục nhãn, rồi tuệ nhãn, rồi pháp nhãn, rồi thiên nhãn, rồi là Phật nhãn. Đây là mắt. Tất cả đều có năm con mắt, nhưng chúng ta sử dụng được con mắt nào? Trong năm con mắt này sử dụng có một cái đầu tiên là sử dụng cái nhục nhãn thôi. Là mắt thịt, nhục là thịt đó. Là người phàm mắt thịt sử dụng được nhục nhãn. Tuệ nhãn chưa có, tuệ nhãn học pháp mới có. Pháp nhãn khi người ta tu mới có. Thiên nhãn khi người ta đắc mới có. Còn Phật nhãn là khi chúng ta giải thoát mới có. Như vậy nó mở từng con mắt một, từng con mắt một. Như vậy chúng ta có một mắt phải mở từ 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 cái, ít nhất cũng phải mở được 4 mắt. Còn Phật nhãn thì lúc mở, lúc không, lúc thăng, lúc giác thì cũng được. Nhưng 4 mắt này trong đời sống tu tập, có 4 mắt này thì người đó sẽ vượt qua được cảnh của dục giới. Dục giới là đối với cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, mình thích, mình ưa, mình mến, mình chuộng, mình ham. Đối với nó thì cảnh đó là cảnh dục giới. Còn cảnh sắc giới là lấy đối tượng làm 4 thiền, lấy đối tượng là 4 thiền. Đối tượng của sắc giới nó không phải là sắc, là thanh, là hương, là vị, xúc, mà nó là 4 thiền. Nên cái người mà tu tập sắc giới để lên cảnh sắc giới đó, người đó phải xa rời dục giới.
Mà muốn xa rời dục giới thì phải hiểu được bản chất của dục giới. Bản chất dục giới, bản chất của cảnh dục á là gì? Là khổ với nó mà thôi. Bản chất của dục giới á, nó là khổ là tại vì nó là vô thường. Bản chất của dục giới á là nó là vô thường, nên mình chỉ khổ với nó thôi, vì nó không có thật, nó là vô ngã, không thật. Đây gọi là tam tướng học nè. Bài kinh Vô Ngã Tướng á, gọi là tam tướng học, mà sau này người ta lấy tam tướng học này, người ta gọi đó là tam pháp ấn, chứ Đức Phật không dạy tam pháp ấn. Đức Phật chỉ dạy bài kinh Vô Ngã Tướng thôi. Nhưng mà người đời sau á, thấy những điều này, ai liễu ngộ điều này thì người đó sẽ đi vào cổng của nhà Phật, tức là đi vào cánh cửa của Pháp á, là pháp môn á, pháp môn cánh cửa của Pháp. Đi vào được nhờ vào hiểu ba cái điều này. Mà muốn hiểu á, thì nó phải có chánh chi kiến, gọi là chánh kiến á. Nó phải có chánh kiến, nó phải có tuệ, nó phải có kiến thức. Kiến thức Phật Pháp gọi là nội điển. Ông phải có nội điển, ông phải có tuệ. Tuệ này là tuệ tri. Rồi ông phải có chánh chi kiến, tức là cái nhìn đúng đắn về nó. Cái đầu tiên tu tập là cái nhìn đúng đắn, thì chính cái nhìn đúng đắn nó phát huy tới tuệ tri. Và từ tuệ tri đó nó mới phát huy được cái trí tuệ, mà nhiều loại trí tuệ lắm. Cái trí tuệ ba la mật là trí tuệ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, là trí tuệ ba la mật là trí tuệ cuối cùng mình đạt được, đó là trí tuệ parami hoặc là paramita ở trong tiếng Bali á. Như vậy thì cái bản chất cuộc đời là mình thấy nè, nó thay đổi sành sạch sạch á, sớm còn tối mất. Nó không có lạ gì cả, nó là rỗng không. Thật ra tất cả nó là rỗng không, nó là lắp ráp thôi. Cuộc đời nè, nó là một cái chuỗi, một cái dòng sông thay đổi liên tục liên tục, đời này qua đời kia. Nó trải dài từ vô thủy cho đến vô chung. Cho nên người ta không có phát tâm ham thích nó nữa, thì người ta gọi là chán. Chán chán. Chán có hai loại chán. Cái muốn mà không có chán. Cái loại chán này là loại chán trường nè. Muốn mà không có chán. Muốn gì cũng được chứ chán nản gì đâu luôn. Muốn xe SH sư phụ không xong sắm cho, đúng không? Đó. Muốn đi du lịch một tháng mà không bị, không được duyệt. Rồi á, tới khi mà được duyệt đi du lịch không có đồng bạc, đi đâu, đúng không? Tiền khô trái túi đi đâu. Cho nên sanh ra tâm chán. Chán là tại vì muốn quá mà không có gì được hết trơn á, nên ta nản cuộc đời này, ta hận cuộc đời, ta chán cuộc đời. Muốn mà không có đáp ứng được nên ta chán. Cái thứ hai nữa, nhàm chán. Nhàm chán lặp đi lặp lại hoài, có nhiêu đó. Ăn uống mặc nghỉ, ăn uống mặc nghỉ, sáng đánh răng đi toilet, ăn uống mặc nghỉ, chiều đánh răng đi toilet, ăn uống mặc nghỉ. Cứ như vậy nó lặp lên lặp lại giống photocopy vậy đó. Nhỏ tới lớn có phải không? Sáng nào cũng đánh răng phải không? Sáng nào cũng toilet phải không? Bữa nào cũng ăn phải không? Bữa nào cũng uống, bữa nào cũng ngủ, bữa nào cũng nghỉ, đúng không? Y chang phải không? Vậy thì nhàm chán, sanh ra tâm nhàm chán. Cái người nhàm chán bắt đầu tu được rồi đó. Mình thấy mình nhàm chán, thấy sao cuộc đời này nó lặp đi lặp lại cuối cùng rồi tiêu. Nên á, Hòa Thượng Bổ Chánh nói là sống qua ngày chờ qua đời á. Nên thấy nhàm chán, sống qua ngày lặp đi lặp lại chờ qua đời, không nhàm chán. Cái chán thứ ba á, là chán cảnh dục sắc và vô sắc luôn, vì nhìn thấy bản chất của nó là không thật. Nó không có thật, nên nó đến nó đi một cách rất là nhàm chán về nó. Cho nên người này là người tu thật sự đó, nên thấy cảnh nó không thật. Chờ đời nào nó không thật nên không giữ nữa, buông, nên bỏ chấp. Nó không thật giữ làm gì? Ví dụ nắm cái nước trong tay, nắm cát trong tay có giữ được cái gì đâu mà nắm. Ảo ảnh phù du mà nắm làm gì? Gối tiết gì qua ôm cây đợi thỏ. Tổ Trúc Lâm Yên Tử ngài nói sống cuộc đời này nằm trên cái gối tuyết, nắng lên rồi tan tiết, mang đôi giày qua, mang chút banh qua, đẹp dữ lắm mà mang chút đó banh. Rồi mình ngồi đó, mình ôm mấy cây, mình đợi thỏ đến. Tức là đợi cái nghiệp thiện nó đến, nó không có tạo gì hết, không tu gì hết, không tạo nhân sân sao gặp quả. Nên ngài nói là gối tiết giày qua ôm cây đợi thỏ. Trong Tổ Túc Trúc Lâm ngài nói gì đó. Rồi á, là chán cảnh. Chán cảnh không thật này người ta mới tu. Và tu có nghĩa là người ta rời bỏ cái cảnh dục. Rời bỏ cảnh dục là gì? Không ham nữa. Con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi.
rưng rức những chiều tà. Đi tu đó, ta đi tu là ta đây nè. Thứ nhất nhàm chán. Ông gia xá từ nhàm chán này ông đi nè. Ông nhìn thấy ngày đêm đêm á giàu lắm, vui ca múa hát rượu rồi ha, rồi mấy cái người đẹp ha, ra nhảy múa quá trời quá đất luôn, đẹp lung linh luôn. Bữa đó sao mà trời xui đất khiến sao, 3 giờ thức dậy ông thấy mấy cô xinh đẹp á, mửa đầy hết, nó mùi mửa mà nó nồng lên á. Quý vị nghe thấy ai mửa mà nó hắt lên mũi mình chưa? Uống rượu ăn thịt mà mửa nó hắt lên mũi mình một cái mùi nó khủng hoảng lắm. Rồi ánh trăng nó xuyên qua cửa sổ á, nó bạc vô cái gương mặt của những người đẹp đó, son phấn ngày xưa mà người ta sức đắp lên lớp này nè, mồ hôi nó chảy ra nhẹ nhảy hết, nhìn như quỷ. Ông mới nhìn thấy cuộc đời nó hai mặt. Ban đêm mấy tiếng hồ trước thôi như là tiên nữ, còn bây giờ như là quỷ nữ. Cho nên nhìn thấy cuộc đời đó, ông so sánh giữa hai mặt cuộc đời, nên ngày chán trường, lặp đi lặp lại ngày nào vậy, ngày ra đi, ngày đi cái chân vô cảm. Đi đi mà từ 3 giờ sáng đi tới khoảng 6 giờ 30 sáng gặp Đức Phật. Đó là 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà ông đi nhanh lắm. Bao nhiêu cây số? Quá trời nhiều cây số không? Không biết bao nhiêu cây số, nói gặp Đức Phật người xa đi tới. Rồi thấy hào quang ánh sáng đi tướng thảnh thơi. Nói là bạch ngài, ngài có phải là thiên thần không? Đức Phật là không. Ngài có phải là cái cõi nào tới không? Là không. Ta là vua, là thái tử thành ca tên là dễ. Cảm ngộ được cảnh trần, đi tu đắc pháp, trở thành vị Phật chánh đẳng giác. Đức Phật nói gì đó, nên bây giờ ta không còn buồn phiền hờn giận ghét ghen hết á, rời khỏi tất cả đau khổ của thế gian. Ngài nghe cái chấn động trong lòng, tại vì ngài có hai A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu rồi, chỉ nhắc lại thôi chấn động liền. Tâm ngài chấn động, ngài quỳ xuống là cho con đi theo ngài tu. Nên á, lúc đó Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo, rồi khỏi cạo. Lần đầu tiên không có cạo nha, cạo tóc lần đầu tiên không có cạo. Thiện lai tỳ kheo, thần lực của Đức Phật là xong. Tới lần thứ hai, thứ ba, nửa tháng mới cạo một lần. Còn lần đầu tiên thiện lai tỳ kheo thôi. Cho nên á, mình phải mơ ước ngày nào đó chính kim khẩu của bậc Phật chánh đẳng chánh giác chỉ cho mình thiện lai tỳ kheo, rồi rụng xuống hết là chắc ăn đó, là hán đó. Còn bây giờ là chưa chắc đâu, nhằm khi la làng đau khổ quá la làng nha. Còn mà A-la-hán là chắc chắn rồi đó. Khi nào ai đắc quả A-la-hán, ta tuyên bố thế gian sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống nào khác nữa. Ngon lắm, lúc đó thanh thản, giàu ra tự tại an nhiên, chứ không phải buồn vui hờn giận như giờ. Người nhà sao người này giải tốt, người này giải xấu, giải xấu cho mình, giải tốt cho hầm 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 giận lắm à. Hai người đi, người khúc giải giải nhật, còn người này giải tám giận lắm đó. Mình sống với buồn vui hờn giận ghét ghen, nó hành hạ mình, tại vì một tâm có một dòng cảm thọ. Đối với những tâm ác á, là dòng cảm thọ khổ nó đi theo. Đối tâm thiện, dòng cảm thọ lạc đi theo. Cho nên cái tâm nó không phải là chỉ một tâm, mà tâm nó là tổng hợp nhiều tâm. Nên chúng ta thấy biểu cảm của tâm đó là một dòng tổng hợp của tâm, chứ không phải là chỉ có một cái tâm đâu. Như vậy á, tâm đó là tâm dục đó, nên mình muốn rời khỏi cảnh dục, tại dục nó làm mình đau khổ rồi, cảnh dục. Nên người ta bắt đầu thiền, nên ta đi vào cảnh của sắc giới, lấy bốn thiền làm vui. Cái người nào á dùng thiền định là dùng samatha, thì người ta tổng hợp hết trong kinh nhà Phật có 40 cách mà Đức Phật dạy, gọi là 40 đề mục thiền định đó. Rồi sau này ta chia ra những cái đề mục đó, ví dụ 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục ca si ná, 10 đề mục gì, 10 đề mục gì đó, ví dụ như vậy. Rồi trong cái đề mục đó người ta tu đề mục gì dễ, ví dụ như trong đề mục 10 đề mục tùy niệm đi, trong đó có niệm hơi thở. Niệm hơi thở á thì Đức Phật thiết luôn một bài kinh cho niệm hơi thở luôn, gọi là bài kinh nhập tức sức tức niệm, tiếng Hán, tiếng Bali gọi là Anapanasati, tiếng Việt gọi là cái phương pháp hít thở. Tiếng Việt á gọi là phương pháp hít thở. Thì Anapanasati á tức là chúng ta dùng đối tượng là hơi thở để chìm sâu vào sơ thiền tới tứ thiền. Còn nếu chúng ta dùng đề mục bằng mắt, Anapanasati tu bằng tâm. Còn dùng đề mục bằng mắt và dùng đề mục bằng tưởng, dùng đề mục bằng tai, ví dụ như á là ngài ngài Anuruddha, tức là ngài Analuk á, ngài bị mù đôi mắt á,
Nên Đức Phật không dạy cho ngài bằng casina được. Casina phải dùng mắt. Ví dụ như là xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa không ánh sáng, mình chọn một cái đề mục để mình nhìn vào nó. Nhìn vào nó, nhìn có nghĩa là gì? Nhìn có nghĩa là chúng ta chỉ có gom tâm về một cảnh và dùng một căn. Chúng ta có 6 căn sử dụng một căn, có 6 trần sử dụng một trần. Một căn một trần, nếu chúng ta đã sử dụng thuần thục một căn một trần thì lúc đó sẽ nhập được định. Nhập định có nghĩa là gì? Là tách hết tất cả căn và tất cả trần, còn lại một căn một trần, thì đó gọi là định. Chứ không phải định là có cái chỗ đó để nhập vào, mà là rời bỏ. Rời, ví dụ như chúng ta có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta dùng căn mắt mà bỏ hết tất cả căn khác. Và mắt có vô số đối tượng của mắt, chúng ta bỏ hết chỉ còn một đối tượng thôi. Thì trong 10 cái đề mục casina đó, đất, nước, gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, 10 đề mục casina đó, lấy một đề mục casina bằng mắt để chúng ta quan sát đề mục casina đó, cho đến khi mà chúng ta lấy cái đề mục đó, nó trở thành một cảnh đối với con mắt của mình. Và cảnh đó sau khi nhắm mắt lại, cảnh đó nó hiện vào trong tâm của mình. Tức là dùng mắt để nhìn cảnh và dùng cảnh để hiện tâm, mà tâm đó là quán tướng. Cái cuối cùng nó là tâm chứ không phải mắt. Ví dụ như chúng ta dùng tưởng để quán tưởng, nhưng mà cuối cùng á, nó là tâm của tưởng chứ không phải là tưởng tri. Chúng ta dùng tâm để quan sát hơi thở, cuối cùng không phải là tâm quan sát hơi thở, mà là cái tâm nhận diện cái quan tướng của hơi thở. Nó khó là khó chỗ đó đó. Nên tất cả nó phải chuyển vô tâm. Mà cái quan tướng đó không phải nằm trong tưởng, nó không phải trên tưởng tri, mà quan tướng đó nằm ở trên tâm. Cho nên mình phải học, học về thiền định mình mới đi đúng vào trong thiền định được. Nên người nào mà khi nào mà chúng ta giữ chặt tâm trên đối tượng, nó hiện ra quan tướng, giữ chặt tâm lên đối tượng và quan tướng, rồi cuối cùng đối tượng quan tướng là một, giữ chặt tâm lên quan tướng, thì lúc đó sẽ nhập vào được sơ thiền. Khi sơ thiền thì đối cảnh nó sẽ sanh tâm. Đối cảnh với sơ thiền nó sanh năm tâm: tầm, tứ, hỷ, lạc, định, gọi là năm chi thiền. Nó sanh tâm. Thì làm sao chúng ta biết được tầm, tứ, hỷ, lạc, định của sơ thiền? Thì lúc đó chúng ta dùng một cái tâm, gọi là tâm hộ kiếp của mình đó, gọi là phá vanh gá trong tiếng Bali đó. Chúng ta dùng tâm đó để quan sát, nhìn tất cả tâm còn lại, thì thấy xuất hiện năm cái tâm đó, nó sắp theo hàng dọc đây nè. Thì lúc đó chúng ta biết đó là vào được sơ thiền. Thì Đức Phật ở trong kinh A Nám Na Xá Tí á, Đức Phật dạy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất. Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, đó là trạng thái của sơ thiền. Nên đó quý vị hãy cần một cái vị thầy để chỉ cho mình, chỉ kỹ thuật ngồi để kéo dài thời gian, chỉ kỹ thuật dụng công để nhập định. Nó hai, có hai kỹ thuật. Có nhầm người á, không quan trọng cái ngồi thì không kéo dài được thời gian nhập định. Ví dụ như chúng ta ngồi nghiêng bên, nó lật thì cái đối tượng của mình nó sẽ chuyển qua đối tượng khác, không còn đối tượng casino nữa, thì lúc đó nó mất định. Hoặc là mình ngồi bị nhúc nhích, hoặc ngồi bị tê, bị ngứa, bị nhột, bị mỏi, thì nó sẽ không kéo dài thời gian định nữa. Tại vì mỏi quá, chúng ta đưa tâm mình qua cái mỏi thì nó rời đề mục casino. Tại vì đề mục casino là nó gom về một chỗ, mà bây giờ mình mỏi quá, mình đưa tâm mình xuống chỗ mỏi đó, mình để mình chống lại, thì nó đã dời cái đề mục đi rồi. Về một từ cái quán casino nó trở nên quán thân trên thân. Thì quán thân trên thân nó là thiền quán chứ không phải thiền định. Cái casino nó là thiền định. Còn thiền quán vipassana có nghĩa là chúng ta dùng tâm để nhận diện tất cả những gì xảy ra một cách tự nhiên, của thân, của thọ, của tâm, của pháp, xảy ra một cách tự nhiên không có can thiệp. Còn đề mục casino là đề mục chế định, là mình đặt ra cái đề mục đó và mình ép tâm mình vô đề mục đó, thì là đề mục gọi là chế định. Nên thiền định là đề mục chế định, còn thiền quán là đề mục tự nhiên. Cho nên chúng ta quan sát hơi thở, nếu chúng ta nhìn hơi thở dài, hơi thở ngắn, đó là thiền quán. Nếu chúng ta thấy điểm giao nhau giữa hơi thở, giữa mũi, trên môi với mũi này, đó là thiền định. Cũng là hơi thở, nhưng mà mình dùng thiền định hay là thiền quán. Nên người không biết á, người ta tu thiền quán, người ta tính đâu thiền định nên nhập định không được. Là tại ông có tu thiền định đâu, ông nhập định, ông tu thiền quán. Mà ông tu thiền quán á, thì ông chỉ phát huy tuệ khi mà ông quán. Quán tới cỡ nào thì tuệ nó cỡ đó. Vậy thôi. Cho nên nhầm khi người ta nhầm, ví dụ người ta cũng ngồi, tôi cũng ngồi, quá trời ngồi sao tôi không nhập định được? Tại vì ông dùng thiền quán, không dùng thiền định. Khi nào ông dùng thiền định ông mới nhập được định. Dùng thiền quán chỉ có sanh tuệ ở tại thời điểm đó, mà tuệ nhỏ chứ không phải là sanh tuệ, là đại tuệ gì đâu. Như vậy đó, đó là chúng ta đi đến tâm, đó là tâm sắc giới. Tâm sắc giới có 4 tâm, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ, nhị, tam, tứ, đó là tâm sắc giới. Và từ tâm sắc giới này
ta chuyển từ cái thiền này qua bên định. À, định, định thiền á thì nó lấy cái đối tượng, đó là đối tượng của đề mục. Nhưng mà vô sắc giới á là nó phủ nhận. À, vô sắc giới là nó phủ nhận của sắc giới. À, bây giờ ví dụ như chúng ta ở tứ thiền. À, tứ thiền á là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Tứ thiền là cảnh sắc phải không? À, tứ thiền á là cảnh sắc giới, tứ thiền là cảnh sắc, nó phủ định cái cảnh sắc này. Phủ định sắc nó trở thành gì? Là hư không phải không? Vậy là hư không vô biên xứ. Gọi là không vô biên xứ, phủ định sắc. Chúng ta ở thiền là sắc giới nè, nó phủ định sắc. Phủ định sắc nó trở thành hư không. Vậy từng định thứ nhất nó là hư không. À, hư không này không phải là cái hư không đâu, mà là phủ định ở trong tâm của mình, chứ không phải mình nhìn cái hư không. Mà là à, chúng ta ở cái sắc mà ta phủ định sắc thì nó ra được là hư không. Ví dụ sắc mà mình phủ định nó, phủ định là làm mất nó đi, làm ngược lại nó, thì phủ, sắc là cái có mà phủ định nó trở thành không, đúng không? Vậy là không vô biên. À, không vô biên á, ta phủ định không vô biên nó ra thức vô biên. Phủ định thức vô biên nó ra vô sở hữu là không có cái gì cả. Không có gì cả nó khác như hư không. Hư không là phủ định của sắc, còn không có gì cả là trên đời này không có gì để sở hữu cả. À, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu. Và phi tưởng phi tưởng, phủ định của vô sở hữu nó trở thành phi tưởng phi tưởng xứ. À, phi tưởng, phi phi tưởng. Thì một cái trạng thái của thiền định này nó là một tâm. Ví dụ như tâm phi tưởng phi phi tưởng, tâm vô sở hữu, tâm thức vô biên, tâm hư không vô biên. Một trạng thái nó là một tâm, đang ở vị trí của một tâm. Như vậy từ phi tưởng phi tưởng xứ, phi tưởng phi tưởng nghĩa là gì? Chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Mình dịch ra tiếng Việt á là chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Sao nghe nó hơi ấy nha. Chẳng phải tưởng nổ não nè. À, chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Không không tưởng đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dịch ra tiếng Việt á là chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là hình ảnh ở trong tâm, mà biết hình ảnh trong tâm thông qua cảnh nó lưu lại ở trong mặt ra thức. À, thì đó gọi là tưởng tri, tri tức là biết đó. Tưởng tức là tâm tưởng là những hình ảnh nó quay về trong tâm mình. Nên ta có bài thơ về tình chết, tình đã chết tìm ai nơi tâm tưởng, tức là tìm người ở trong tâm á, chứ không phải tìm người ở bên ngoài. Cho nên chúng ta tìm đi khắp thế gian không tìm thấy cái người mình muốn tìm, bắt đầu ta vào trong tâm tưởng, ta tìm là tìm ở trong ký ức. Ta lục lại trong ký ức những hình ảnh ngày xưa đó, đó mình lục lại trong ký ức. Nên có khi nào mình ngồi mình nhìn lại trong ký ức không? Ngồi lại mình lôi lại, à hồi năm á, à, 2 tuổi hẹn nhau dưới gốc me, à, chia nhau cục kẹo ha, trong ký ức. Nó lôi về trong ký ức. Nhất là mỗi khi chúng ta đi đám, mà đi đám ma, nên ta nhớ người đó, ta chỉ nhớ lại ở trong ký ức, ta lôi lại trong tâm tưởng, hình ảnh nó hiện về, thì đó gọi là tưởng tri đó. Nó là một trong năm uẩn, đó là tưởng tri. Nên phi tưởng tức là không phải tưởng mà chẳng phải không không tưởng. Mình nghĩ không có ra đâu. Tại vì đó không phải là đối tượng của năm trần, không phải là sắc, không phải là thanh, không phải hương, vị xúc, nên mình nghĩ không ra. Mình chỉ nghe để hiểu để biết thôi. Chừng nào chúng ta vào cảnh giới này chúng ta mới biết nó là cái gì. Không vào cảnh giới này không biết nó là cái gì. Nên trong nhà Phật có cái câu rất là tâm đắc đó. Uống nước nóng lạnh tự biết là chỗ này nè. Nó không phải là đối tượng, cho nên chúng ta không thể suy lường được. Suy lường thì trong kinh nhà Phật là tư nghì. Tư là suy nghĩ, nghì là bằng bạc ha. Tư nghì. À, tư nghì tức là suy tưởng bàn bạc tới nó. À, nghì. Nghì. Tư là suy nghĩ nè. Chữ tư á, là tư đó, nghì. À, như là nó không có nhận thức á. Đúng không? Nghì là nó không nhận thức. Quên chữ Hán chữ này lâu quá. Bởi vì mà học tiếng Anh quá quên tiếng Tàu, học tiếng Tàu quá quên tiếng Việt. À, nên cuối cùng quên hết, không nhớ tiếng nào hết, nhằm khi viết sai anh tả quá trời luôn. Nên nói mỗi khi làm văn bản sai anh tả, vậy là sao viết sai anh tả quá trời. Nó trời, con học tiếng Anh viết rồi con quên tiếng Việt, sư phụ ơi.
Bởi mà học tiếng Anh viết hay quên tiếng Tà, hay quên tiếng Tàu, học tiếng Tàu quốc quên tiếng Việt, nên cuối cùng ba tiếng quên hết. Tiếng Tàu là tiếng Hán mình học á, là tiếng Hán á. Trời, học sơ cấp, trung cấp gì cao đẳng đại học quá trời luôn. Bây giờ đưa ra câu sớ mà cũng sao á, đọc lên câu sớ. Ổng mượn mình cúng mà ổng thử thách mình hay gì đó. Ổng đưa cái sớ không có dịch. Ổng đưa nguyên cái bài sớ bằng tiếng Hán không có dịch. Bắt mình lên kêu người ta đổi sớ mà sao kêu mình đọc. Trời ơi. Đánh giá là cao quá nghe. Nó dịch chứ nhỏ 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 giùm cái, thấy không? Nó dịch cái gì đâu, nhất là sao đó. Đó là sao hôm, sao mai, sao cài, sao dược gì ở phía dưới đó. Thủy diệu văn hớn cái đô à, phụng thỉnh la hầu tinh quân giáng tòa hạ gì đó. Trời ơi, mình đọc muốn xích luôn. Chế, chữ nào biết chế. Chữ nào biết chế luôn. Chứ sao giờ lên đọc nó quên. Nó nằm khi chữ nghị dòng viết ra thấy một chùm, nằm nhớ một chùm đó. À, chất nghi, cái chữ này là chữ nghi, nghi rồi nó gì đó, ra chữ nghi đó, đại loại vậy mà giờ lâu quá quên này. Đấy, gì khổ ghê không? Cái gì á, văn ôn võ luyện phải viết lại, nhất là âm chữ Hán bộ 17 nét, 16 nét là thua luôn. Nhằm khi bữa đó ông kia ông hỏi chú Hòa, Hòa viết sao hay? Hòa sao trời ơi, sao tôi quên, tôi nhớ Hòa nó đánh méo méo, móc móc đây nè. Cái Hòa là chữ tôi, là chữ ngã đó, mà chữ ngã cũng quên nữa. Nói gì mà nói thiệt à. Nói thiệt thì quên à. Nên á, bây giờ á, quên dữ lắm. Cái ông kia bữa hổm á, cái ông mượn tiền ta à, ông hứa 3 ngày trả, qua tới 5 ngày không trả. Ông kia ông hỏi tại sao mà ông hứa 3 ngày 5 ngày không trả. Ông là chích mũi 3 quên chứ. Bởi vì nhầm khi mũi 3 cũng lợi hại ghê á nha. Mũi 3 cái quên cái khỏi trả. Bởi vì công nhận. Nên á, người nào mà có nợ nặng gì ai đó nên đi chích mũi 3 nha, là ngon lành à. Ai mà có đội quên à, mũi ba quên sạch bách chứ còn nhớ gì chứ, khổ lắm. Như vậy đó là tam giới nè à, dục giới à, sắc giới và vô sắc giới. Thì á, ở trong dục giới á, nó có ba cái loại tâm à, trong dục giới á, là tâm thiện à, tâm ác và tâm vô nhân à, tâm thiện, tâm ác và tâm vô nhân. Vô nhân là không có nhân quả, tức là nó không có cái nhân. Đây là một loại tâm quả, nên người ta gọi là tâm vô nhân. Đó là một loại tâm quả à, tâm dục giới. Tâm sắc giới á, nó có 4 tâm. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Còn á, tâm vô sắc giới á, nó có 5 cái loại khác nhau. 5 loại tâm của vô sắc à, 5 tâm vô sắc à, đó là không vô biên, đó là thức vô biên, đó là vô sở hữu, đó là phi tưởng. Phi tưởng, cái tâm cuối cùng là tâm diệt thọ tận định. Nè, diệt thọ tận định. Thọ đây là cảm thọ, diệt thọ, cái tâm diệt thọ. Ở tứ thiền là xả thọ, ở ngũ định là diệt thọ, nên tu thiền định tập trung vào cảm thọ. Nhớ nha, tại vì cảm thọ nó nằm bất kỳ tâm nào. Nên Đức Phật nói ở trong kinh gốc của nhà Phật, nói là tất cả đều nằm trên cảm thọ là chỗ đó. Ở tứ thiền, ở đây nè, ở tứ thiền á là xả khổ xả lạc à, khổ lạc, mà khổ lạc là cảm thọ đúng không? Hai đầu cảm thọ là khổ lạc. Xả khổ xả lạc, xả niệm thanh tịnh à, cho nên bữa đó có thằng ông, ông tu theo cái phái kia. Ông nói là cái phái thiền của tôi á, tu tắc, chứ không phải tu như mấy ông đâu, mà tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tôi tu đi thẳng vào tứ thiền luôn, là đi thẳng vào xá niệm thanh tịnh luôn. Nên tôi tu á, là cái phái của tôi là đi tắt một cái một vô tứ thiền luôn, gọi là xá niệm thanh tịnh. Không là bây giờ thấy niệm, mình buông niệm là xá niệm, nên đạt được cảnh giới thanh tịnh. Ông này ông không có biết thiền định. Tại vì á, xá niệm không phải là biết niệm mà xá, mà xá niệm là xả khổ xả lạc. À, nên từ khả khổ xả lạc nó mới xả niệm. Tại vì xả niệm là xả tâm, mà một tâm nó có cảm thọ, mà mình xả được cảm thọ tâm nó không được hình thành. Cho nên nó gọi là xả niệm là như vậy, chứ không phải niệm là ý. Ông nghĩ là ý mình khởi lên là niệm, cho nên mình buông ý là xả niệm thanh tịnh. Ông nghĩ tứ thiền của Đức Phật, mà từ tứ thiền Đức Phật đi vào à, ở à, trong quá khứ túc mạng minh, mà ông nói như đơn giản thấy niệm buông đi túc mạng minh vậy đó. Ông không có ngồi thiền, ông không có biết vào được các cái chi thiền như thế nào. Nên ông muốn vào được tứ thiền, ông phải qua tam thiền. Tại vì á, tầm
tứ hỷ lạc định, thì ông buông cái vào đường tầng, ông buông vào cái tầng, buông cái tầng, buông cái tầng. Như vậy đó gọi là nhập định. Nhập định chẳng qua là buông chi thiền mà thôi, chứ không phải là nhập định là nhập vô cái gì hết á. Nhập định là buông chi thiền. Nó đơn giản mà chi thiền là một loại tâm sở. Như vậy thì người ta buông đổi một loại tâm sở, tức là xả một loại tâm sở. Cái cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, tức là xả khổ xả lạc, là tứ thiền. Chứ đừng có nghĩ là nó nhập vô là đi vô, nhập ra đi ra, là tâm nó mất hoặc là còn mà thôi, chứ không phải nhập đi đâu hết. Nhập định nghĩa là gì đó, nó là mất còn mà thôi. Cho nên nó diệt thọ, thọ là cảm thọ mà trong cái cảm thọ này á là hành hành là suy nghĩ á, là tưởng, nên ta là thọ tưởng hành tức là có cảm thọ thì tưởng trước hành sau, tưởng trước hành sau, tức hình ảnh trước thì mình mới suy nghĩ trên hình ảnh đó. Không bao giờ có suy nghĩ trước tưởng cả. Nên cái thứ tự này là thứ tự bất di bất dịch. Ai thiền định mới biết tưởng trước hành sau. Khi xuất hiện tưởng rồi hành nó mới đi theo. Mà có tưởng có hành có cảm thọ thì sanh ra là pháp trần. Nên chúng ta diệt thọ thì tưởng hành nó diệt theo. Mà tưởng hành diệt theo, pháp trần nó diệt, pháp trần diệt, ý thức diệt. Tức là pháp trần có thì ý thức nó mới hình thành. Ý căn nó bắt pháp trần nó thành thành ý thức. Mà thọ diệt thì ý thức diệt, mà ý thức diệt là hết biết gì luôn. Cho nên ở diệt thọ tận định không biết gì hết. Đức Phật khi mà ngồi thiền diệt thọ tận định ở dưới gốc cây, khi Đức Phật xuất định á thì thấy người ta đám đông đông quá, trời đánh chết ba con trâu, hai con trâu và một cái người chăn trâu và chăn bò. Cho nên á là Đức Phật mới hỏi ông kia, nói là người ta làm gì đông vậy. Ông kia ông nhìn Đức Phật ông đi luôn không trả lời, là tại vì trời đánh chết tới là hai con trâu và một người chăn bò, mà Đức Phật ở kế bên không biết, ông không suy nghĩ ra. Tại Đức Phật đang ở trong diệt thọ tưởng định nên không biết gì bên ngoài hết. Cho nên ông hỏi Đức Phật hồi nãy giờ ông ở đâu, Đức Phật là tôi ngồi dưới gốc cây mà sát bên chỗ ấy. Nên ông mỉm cười ông ra đi, ông không trả lời Đức Phật. Nên người ta không biết ông nghĩ cái gì. Trời đánh kiểu đó, ông ngồi kế đây mà ông không biết, ông hỏi tôi. Hiểu không? Ông nghĩ gì đó. Nhưng mà Đức Phật không biết thật. Ngài đang ở diệt thọ tưởng định nên ý thức tiêu diệt nên là không biết gì hết. Nên ở diệt thọ tưởng định là không biết. Nên mình nhớ câu chuyện là ông đó nhập vào diệt thọ tận định dưới gốc cây, ôm gốc cây ngàn năm đó. Ông vua cưa gốc cây về mà cưa cháy lưỡi cưa, cưa ông ra đó. Ông thiền sư đi ngang đọc câu chú, cái ông xác định cái ông già ông chết luôn, móng tay ông mọc mấy thước. 1000 năm ở trong diệt thọ tận định. Nên nhà Phật mình á có cái tứ thiền ngũ định á khủng khiếp lắm. Nên á các cái vị mà ở trên núi Tiết á nhập diệt thọ tận định trong vòng 3 tháng không ăn cơm nè, chứ lạnh quá. Nếu mà xác định là chết liền, đông nước đá luôn. Nên các ngài đã nhập vào trong diệt thọ tận định trong vòng 3 tháng không ăn không uống, chống rét chống lạnh, nóng quá cũng nhập diệt thọ tận định. Nên những người nào mà tu được trên núi Tiết của đỉnh Tiết Sơn á của Tây Tạng á, thì cái người này á là phải vào được ở trong cảnh giới định này mới sống nổi. Còn bình thường mà mình lên đó chỉ có bệnh thôi chứ không có định. Chúng ta khiêng xuống sớm á. Cho nên á quý vị thấy á là tâm dục có tâm thiện, tâm ác và tâm vô nhân. Tâm thiện á gọi là cú xa lá, tâm ác ác cú xa lá. Tâm ác á nó liên quan tới tham sân si. Cái gì có tham, có sân, có si mê là tâm ác. Tâm thiện đó là vô tham, vô sân, vô si. Còn tâm vô nhân đó là tâm quả. Tâm quả đó là gì? Tức là mình ở trong kiếp trước gieo nghiệp gì thì tâm quả nó là có cái nghiệp đó. Đó là chính là ngũ song thức. Ngũ song thức tức là 10 tâm á. Ngũ song thức tức là nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, mà thiện. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, ác. Tâm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó là tâm quả. Ví dụ như mình gieo nhân gì, ngày hôm nay mình mới gặp cái thức đó. Ví dụ như mình biết cảnh đó là cảnh vừa ý vừa lòng là cảnh thiện, cảnh nghịch ý nghịch lòng là cảnh ác. Không phải tự nhiên mà mình biết cảnh đó, mà là do kiếp trước. Ví dụ kiếp trước người ta gieo cái nhân đó tốt thì bây giờ người ta gặp toàn cảnh thiện không? Còn kiếp trước ta gieo nhân đó xấu, gặp toàn cảnh ác không? Thì đó gọi là tâm quả vô nhân. Nó có 10 tâm gọi là ngũ song thức. Ở trong kinh đó mình đọc nghe từ ngũ song thức làm biết là 5 cái nhân với 2 là song song, song là 2 đó. Ngũ song thức có thiện có ác. Do đó mà không phải ai cũng ở trong chăn im niệm ấm. Ở trong chăn im niệm ấm là thức của nó là biết những cái điều tốt đẹp không? Ở những nơi á, khổ đau, thức nó biết những điều xấu không? Hai đó cộng lại là ngũ song thức. Đó là một loại tâm quả, nó không thiện không ác, thức nó không thiện ác. Nhưng mà cảnh thiện cảnh ác nên ta ghép vào tâm thiện tâm ác, chứ nó là một loại tâm quả.
À, tâm quả là gieo nhân gì mới được thức ngày hôm nay. Nên thức là cái biết, nên có người biết chính xác, người biết nhiều, người biết ít, à, nên sanh ra thức. Và cái thức cuối cùng á, là ý thức á. Cái ý thức nó liên quan tới thọ tưởng hành, à, thọ tưởng hành. Mà cái thọ tưởng hành là nó liên quan tới quá khứ, à, liên quan quá khứ có nghĩa là nếu trong quá khứ mình gieo nhân thiện nào thì nó xử lý thông tin, tức là cái sự suy nghĩ của mình rất là nhanh. Còn mà nếu mà chúng ta gieo cái nhân ác á, thì nó xử lý rất là chậm lục. Cho nên không phải là ai xử lý thọ tưởng hành này cũng nhanh hết bằng nhau đâu. À, cảm thọ, tưởng là hình ảnh, hành là sự suy nghĩ, đánh giá, thức nó mới biết, ý thức nó mới biết. Nên ý thức thì nó biết được tính chất. Cái ý thức á, nó biết được tính chất. Còn là tiền ngũ thức, là năm thức đầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, là nó biết cảnh. Còn cái cuối cùng á, là tuệ, nó biết được bản chất. Cái bản chất, à, với cái tính chất nó khác nhau. Còn á, tiền ngũ thức á, là năm thức đầu nhãn nhĩ tỷ nó biết được hình tướng. Nên cái biết được hình tướng đó là năm cái thức ban đầu. Còn biết được tính chất của nó là ý thức. Còn mà biết được bản chất của nó là tuệ. Nó có ba cái loại biết khác nhau. Một loại biết là thức của căn. Một cái loại biết á, là ý thức, là thức của tâm. Còn một loại biết nữa là tuệ, là biết được bản chất của pháp. À, nên tuệ nó biết được bản chất của pháp. Ý thức nhãn nhĩ tỷ thiệt không biết được, mà tuệ nó biết được bản chất của pháp. Mà tuệ này chỉ con đường duy nhất là tu mới có, chứ không có tu không bao giờ có tuệ. Nên ai đặt tay lên đầu mình mà cho tuệ, như ông bên Campuchia đó, ông là ông đặt tay lên đầu cái người ta phát huy trí tuệ hết, đắc đạo hết, là ông nói dối đó, không có đúng. Cái người này tu, tự tu mới đoạn diệt được các cái kiết sử truyền cái, những cái che mờ tâm mà không phát huy được trí tuệ đó, thì chính cái chỗ tu này nó mới sanh tuệ, chứ không phải ai đặt trên đầu mà sanh tuệ. Nếu đặt đầu sanh tuệ là Đức Phật đi đặt đặt thôi, Đức Phật không thuyết pháp đâu. Chỉ ai đi ngăn đặt cái chỗ xong, chứ mắc gì thiết tới 3 tháng cho năm em trường như đắc A-la-hán, đúng không? Chỉ cần ngày đặt cái là xong rồi. Nhưng mà đặt không sanh được tuệ, chỉ có duy nhất con đường tu thôi. Cho nên Đức Phật trước khi nhập Đức Bàn nói kinh Di Giáo á, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình tu mới đắc, có nghĩa là vậy, chứ không phải là không cần ai. Nên có nhiều người dịch là các con tự thắp đuốc lên mà đi, tôi không cần ai hết. Cái đó là không hiểu kinh Phật nha. Tự thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình, là Đức Phật muốn nói là mình tu mới đắc, chứ không ai tu dùm. Còn cái sự mà người ta giúp đỡ, đó là hộ trì, gia hộ, à, ngoại hộ, thì đó là chuyện bình thường để làm điều kiện mình tu tập mà thôi, chứ không phải là tự mình tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh đang nói tới góc độ mở tuệ, chứ không nói góc độ đời sống. Mà người ta ôm góc độ đời sống vào, người ta nói nó bị sai. Nên mình hiểu, mình một vấn đề muốn hiểu nó là mình phải tường tận lắm mình mới hiểu, chứ không thôi mình ôm cái góc độ đời sống vô mà tự lực cánh sinh trong đời sống, đi tu làm gì mà tự lực cánh sinh đời sống. Ông tự lực cánh sinh trên chỗ phát tuệ mà thôi, chứ ông không tự lực cánh sinh trên đời sống được. Bắt buộc phải có ngoại hộ trong đời sống. Nên cần phải tha lực trong đời sống, tha lực ở trong đường lối. Tức là đường lối có nghĩa là pháp. Tha lực ở trong pháp là Đức Phật dạy mình mới biết là tha lực, đúng không? Tổ thầy chỉ mình mới biết thực hành, đó là tha lực trong thực hành, đúng không? Nhưng mà đời sống mình phải có tha lực từ phía bên ngoài của cư sĩ. À, Phật pháp xương minh do tăng già hoằng quá thiền môn hưng thịnh nhờ đàn diệt phát tâm cúng dường. Thôi nghỉ hết giờ.